chào quý anh chị yêu đam mê sưu tầm gốm sứ Nhật. Và hôm nay thì gốm Nhật Tô Kỳ giới thiệu giao lưu cùng cả nhà một chiếc bình phải mang tính chất luôn là độc lạ và hiếm nha cả nhà. Thì chiếc bình này về hoa văn họa tiết là vẽ những chú chim cú. Sơ lược một tí xíu về những chú chim cú ở bên đất nước Nhật Bản thì được là một động vật mà mang tính chất của sự may mắn nha cả nhà. Và tiếp theo về cái phần đó chính là dòng gốm, thì chiếc bình gốm này là thuộc dòng gốm sứ Kiyozaki. Thì đây là cái tờ tem đi kèm dòng gốm Kiyozaki. Thì những cái bình lá phong chia sẻ với cả nhà luôn là cực kỳ là giá trị luôn đó cả nhà, những bình lá phong. Và đây cũng là một chiếc bình nghệ nhân vẽ tay thuộc dòng gốm Kiyo, vẽ những chú chim cú nhá, vẽ rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Và giờ đây thì chúng ta sẽ đi đến kích thước cũng như là cận cảnh của chiếc bình Kiyozaki này. Và em cũng nghĩ rằng là đây là lần đầu tiên mà quý anh chị chiêm ngưỡng một chiếc bình Kiyozaki vẽ cú như thế này nhá. Chiều cao là khoảng 24cm cả nhà, chiều cao 24. Còn về phần vòng bụng của chiếc bình này thì em sẽ đo và gửi tới cả nhà luôn nha. Thì vòng bụng là 89cm nha, 88-89cm rất là đã. Và bây giờ thì em sẽ không để cả nhà chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đi đến từng nét vẽ, cái vẽ men nổi đặc biệt của dòng gốm này nha. Đây, những chú chim cú với rất nhiều màu sắc và các đường nét vẽ tay rất là xinh và sinh động nha cả nhà. Đây, rất là nhiều màu sắc luôn. Phần chân cũng được vẽ theo kiểu là vừa cách điệu, vừa hoạt hình, vừa dễ thương, nhưng mà đâu đó cũng mang nhiều ý nghĩa nhé và may mắn nha cả nhà. Đây, phía bên dưới sẽ được hòa theo cái nước màu nha cả nhà, rất là đã cái nước màu này. Phía bên trên viền của chiếc bình cú này thì sẽ là viền vàng nhé cả nhà. Một cái viền vàng hoàn toàn cả một chiếc viền này luôn cả nhà. Còn đây là phía bên dưới của chiếc bình. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có chuyện ký Kiyo là chuyện ký chim. Đây là một chiếc bình dạng như kiểu là gốm mộc nha, thuộc dòng gốm Kiyozaki. Thì có thể là anh chị mà coi kênh của em lâu thì cũng đã biết về dòng gốm Kiyozaki rồi. Tuy nhiên, để sở hữu một tác phẩm mà vừa to vừa đẹp lại còn độc lạ như thế này thì có lẽ là đây là lần đầu tiên gốm Nhật Tô Kỳ giới thiệu giao lưu cùng với quý anh chị. Và em nếu mà anh chị có yêu thương thì anh chị có yêu thích tác phẩm này, anh chị có thể liên hệ với gốm Nhật Tô Kỳ qua số Zalo của em nha. Đó là số 0901112334. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi phần giới thiệu về một tác phẩm tuyệt đẹp này, độc lạ, đáng yêu cả nhà. Và một lần nữa cho em xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo của gốm Nhật Tô Kỳ.